đẹp. Nhựa à? Bình thường 200 đúng không? Thấy chì nhỉ? Đồng mũ đắp mặt chưa đẹp. Hỏi thử cho mấy đứa sao nó không biết. Ủa chăm sóc da 200 đúng không cô? Bà Giang nó khờ ghê rồi. Má khóc như vì tới nhìn cái mài mòn cái gì rửa mặt nữa.
mới 4 phút nữa. Mà hôm nay